Đây sẽ là câu đầu tiên. Câu đầu tiên là si la son re son si do re son son fa son. Bài này các bạn chơi sáu đô và chơi ở giọng son thứ. Câu đầu tiên si la son re son si do re son nhé. Sau đây mình sẽ chơi tiếp. Nốt si la các bạn thổi bình thường, đánh lưỡng nốt la và nốt si đó. Si la son, nó son, son thứ ba. Các bạn đánh rền nhá. Si la son re son nhá. Re luyến lên nốt son nhá. Chưa? Còn nốt si này là si dáng. Đấy, các bạn luyến từ nốt si bình xuống. Và hơi úp môi xuống nhá. Câu si la son re son si do re son son fa fa son, từ fa đến son nhé. Đó, son son và lấy lên son son fa son. Son son fa, xong rồi luyến từ đánh lưỡi từ nốt fa và kéo lên nốt son. Đấy, xong ta lại lấy lên được nốt son này. Rất nhiều kỹ thuật. Câu thứ hai tương tự như vậy. Nhưng mà nốt cuối cùng là nốt rề. Si la son rề son si do rề son 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 fa rề. Son fa rề nhá. Chưa? Dễ, hai câu này giống nhau, nếu các bạn làm được câu đầu thì câu sau bạn sẽ làm được. Tiếp theo là re son do re. Đó, nốt re nó chính nhưng mà tôi luyến từ nó do lên. Re son do re. Và rung nó do nhé. Đấy, xong nốt re ta lại nhảy lấy tiếp, ta lấy ngón này. Đấy, lấy ngón của nó son đấy. Re do son si do do si do. Re do các bạn luyến, đánh lưỡi nó re. Te o ton nốt son luyến nó si. Re do son si do. Tiếp do re re son la la son la, cũng vẫn chu kỳ như vậy. Do re thì luyến, re son luyến. Do re re son la thì các bạn thêm cho mình một nốt son rất nhỏ vào đây. Do re re son son la nhé. Đấy. Đấy. Và lấy xuống nốt son. Mình làm cả câu. Đó. Tiếp theo. Son la mi re mi dáng. Son son la mi re nốt la các bạn luyến từ nốt son lên. Được chưa? Tiếp theo
cũng giống như vậy, y hệt như vậy, giống như là ta thổi từ đầu vậy. Chơi lại, chơi tiếp, nhưng thực ra nó là chơi lại thôi. Này hơi khác một chút. Thực ra mình thổi giống như đoạn đầu cũng được thôi, nhưng mà mình muốn thay đổi nó đi cho nó sáng tạo hơn nhá các bạn. Đó là câu do do re re son la la son la, do re re son la la son la. Thì cái câu này mình luyến từ nốt pha thăng lên, do re re son fa son la la son. Tiếp theo ba nốt này lại khác với cái phần A. Đó, đây là phần A phẩy, thì có nghĩa là khác một chút. Son mi re son. Còn câu trước là son la mi re. Các bạn thôi. Nốt mi các bạn hơi rung hơi một chút để cho nó có sức nặng, chứ không phải là rung để cho nó có chất liệu, mà rung để có sức nặng. Tiếp đoạn này ta chuyển lên giọng son trường, tức là ta sẽ không thổi. Đoạn tiếp này nó chính là đoạn điệp khúc em ơi chờ anh về. Đoạn này ta thổi lên nốt si bình, si si la son la son nhá. Si si la, nốt la các bạn lấy si si la son la son la son. Nốt si đầu tiên các bạn luyến từ nốt la lên. Tiếp, tiếp nào. Re son la si, re son la si. Nào mình xin làm mẫu. Re son la si re. Thì các bạn thổi bình thường. Nó son này các bạn luyến cho nó la lên. Bây giờ son la. Son la si, nốt si cuối cùng bạn luyến từ son la si nhá. Re son la si re la son. Đấy, còn nốt la ngay tiếp theo đó các bạn nhấp từ nốt si lên. Tiếp la 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 son. Nốt la đầu tiên các bạn luyến từ nốt son lên nhá, và rung hơi. Thứ ba các bạn lấy. Tiếp mi re mi re la re mi la. Câu này thì không khó, câu này các bạn làm đúng như kỹ thuật, đúng như trong cái xích nhạc mình ghi đấy. Ở chỗ nào luyến mi re là mi re, các bạn luyến mi te ti e ta. La re si la si nhá, la re si la rồi quẹ. Tiếp ta lại vào đoạn đó, hết bài rồi, chỉ có một đoạn kết hơi khác một chút. Các bạn hãy thổi theo demo
như trong nhạc nhạc beat như thế nào thì các bạn thổi như thế. Có một cái đoạn kết là hơi khác một chút, đó chính là cái đoạn đi da da đi da đi da đi 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 đi. Ở đây mình sẽ thổi đoạn kết. Đây là những nốt kết này. Đô re re son. Đô re thì các bạn đô xong lại đô tiếp và luyến như thế. Đô đô re re lấy re và fa son. Thế là hết bài. Xin chúc các bạn chơi tốt cái bài Thương Về Miền Trung này.